7. Tà chấp về sự tham đắm, cái không thể tham đắm. Kinh văn Hiệu thiện nam tử, cùng chư hành không, dĩ diệt sanh diệt, nhi ư tịch diệt, tinh diệu vị viên. Việt dịch, lại nữa, thiện nam tử ấy đã quan sát tường tận tính không của các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. Giảng lại nữa, thiện nam tử ấy đã quan sát tường tận tính không của các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. Hành giả, người đang tu tập định lực quan sát cùng tổ tánh không của hành ấm. Đối với hành giả đã đạt đến cái không của hành ấm rồi, đã chấm dứt hẳn ý niệm sinh diệt, nhưng chưa được tính tinh diệu viên mãn của sự tịch diệt, chưa đạt được niềm vui vi diệu viên mãn của sự tịch diệt kinh văn nhược ư viên thường cố thân thường trụ đồng vu tinh viên trường bất khuynh thệ sinh thắng giải giả thị nhân tắc đọa tham phi tham chấp chư a tư đà cầu trường mệnh giả thành kỳ bạn nữ mê phật bồ đề vong thất tri kiến việt dịch nếu nơi tính viên thường củng cố cái thân cho thường trụ như tính ấy, mãi mãi không suy mất rồi cho đó là thủ thắng thì sẽ mắc vào cái chấp tham phi tham. Nên người ấy thành bè đảng với A Tư Đà, mong cầu trường sanh, mê lầm tánh bồ đề của chư Phật, đánh mất tránh tri kiến, giảng nếu nơi tính viên thường củng cố cái thân cho thường trụ như tính ấy, mãi mãi không suy mất, trong trạng thái dường như thường trụ viên mãn, hành giả có thể bảo trì cái thân, cầu mong được sống lâu trong cảnh giới vi diệu viên mãn ấy mà không chết. Anh ta nỗ lực hết sức làm cho thân mình kiên cố bền chắc, ước mong được sống mãi mãi trên thế gian. Anh ta tìm cầu sự bất tử, một đời sống tinh thuần trong sáng và viên mãn, rồi cho đó là thủ thắng. Nếu hành giả chấp đây là cảnh giới thủ thắng, nếu như anh ta có chi giải điên loạn này thì sẽ rơi vào sai lầm vì anh ta tham cầu bất tử nhưng không thể nào đạt được điều ấy. Với chấp tham đắm điều không thể đạt được, tham phi tham, nên người ấy thành bè đảng với A Tư Đà, mong cầu trường sanh. A Tư Đà là phiên âm từ tiếng Phạn nghĩa là không so sánh được có nghĩa là không có ai có thể sánh với ông ta. Ông và các đệ tử là một nhóm ngoại đạo sống ở cõi trời tham cầu sự bất tử. Hành giả đã kết thành quyến thuộc với nhóm ngoại đạo này, mê lầm tánh bồ đề của chư Phật đánh mất tránh tri kiến. Kinh văn Thị danh đệ thất chấp trước mệnh nguyên lập cố vọng nhân thú trường lao quả vi viễn viên thông bối niết bàn thành sinh vọng diên trùng việt dịch đây là dạng thứ bảy chấp trước cái mạng căn lập cái nhân củng cố hư vọng dẫn đến quả báo khổ nhọc lâu dài trái xa tính viên thông ngược với đạo niết bàn gieo giống sai lầm ưa kéo dài mạng sống rằng đây là dạng thứ bảy chấp trước cái mạng căn. Đây là dạng thứ bảy lập nên cái nhân sai lầm bảo trì và ưa thích thường trụ trên thế gian, căn cứ vào kiến chấp về mạng nguyên, lập cái nhân củng cố hư vọng dẫn đến quả báo khổ nhọc lâu dài, chấp bám vào cội nguồn của mạng căn của mình, làm kiên cố cái nguyên nhân hư vọng ấy, mong cầu được trường sinh bất tử. Hành giả trái xa với tính viên thông ngược hẳn với công phu tu tập pháp môn nhĩ căn viên thông, hướng tánh nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh của mình, ngược với đạo niết bàn, gieo giống sai lầm, ưa kéo dài mạng sống. Ngược hướng với đạo niết bàn, gieo trồng hạt giống sai lầm, kéo dài mạng sống.